Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của eShip.vn. Video này các bạn cùng eShip.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Lacoste đã được eShip.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của eShip.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được eShip.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay. Ở bên trong các bạn sẽ thấy hộp đóng gói tương đối đơn giản, chúng ta sẽ có một chiếc hộp đến từ Lacoste nè, đựng mẫu mắt kính và một chiếc túi đệm khí để có thể giảm chấn động cho khi mà vận chuyển. Và đây, bây giờ mình sẽ lấy nhân vật chính của chúng ta ra nha. Một chiếc box màu xanh lam khá đặc trưng và chúng ta sẽ có tên thương hiệu Lacoste nè, biểu tượng logo chú cá sấu rất là quen thuộc của Lacoste. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt được. Lacoste là một công ty của Pháp được thành lập vào năm 1933 bởi vận động viên quần vợt Grace Lacoste và doanh nhân Henry Julia. Thương hiệu này chuyên bán quần áo, giày dép, đồ thể thao, kính mắt, đồ da, nước hoa, khăn tắm và cả đồng hồ. Thì công ty có thể được nhận biết bởi biểu tượng logo chú cá sấu màu xanh lá cây rất là thân thuộc. Và Grace Lacoste là người đã sáng lập công ty, được người hâm mộ đặc biệt danh là cá sấu vì sự ngoan cường của ông trên sân quần vợt. Vào tháng 11 năm 2012 thì Lacoste đã được mua lại hoàn toàn với tập đoàn Mafares của gia đình Thụy Sĩ. Và đó là vài cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đây, bên trong hộp thì sản phẩm của chúng ta vẫn được bảo quản rất cẩn thận bên trong chiếc túi ni lông. Rồi, chúng ta sẽ không có phụ kiện gì khác đi kèm các bạn ha. À đây, trên chiếc túi ni lông chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp những cái thông tin về sản phẩm như là tên thương hiệu Lacoste nè, mã sản phẩm sẽ là L225S, mã màu là 024 và thông số kỹ thuật là 51-21-145. Đó là những cái thông tin rất là tổng quan về sản phẩm. Bây giờ mình sẽ mở chiếc túi ni lông này ra. Đây các bạn, sản phẩm vẫn còn mới 100% như các bạn có thể thấy nè. Lacoste thì họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng khá là đơn giản bằng cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính như thế này. Tạm thời mình sẽ lấy ra luôn nhé. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Mẫu mắt kính này sẽ có tên là Lacoste Blue Square Men Sunglass, một mẫu kính mát dành cho nam giới và đến từ thương hiệu Lacoste với mã sản phẩm đầy đủ sẽ là L225S024-51. Mình có để mã sản phẩm này dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn. Và độ rộng kính cho mẫu này chúng ta sẽ có là 51mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của eShip.vn thì đều có cái đường link hướng dẫn cho các bạn chọn sản phẩm mắt kính nó sẽ phù hợp với khuôn mặt của mình. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương của mình cũng như là các phần form kính nữa. Đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng giúp các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang, vừa phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó phải thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính nó mới là phù hợp với bạn. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái tông màu xanh lam các bạn ha, nó hơi nghiêng về một xám, xám ám xanh nè các bạn. Đó, để nghiêng thì các bạn mới thấy được ha, qua camera thì chắc có thể là nó sẽ hơi sai màu một chút xíu, nhìn ở ngoài thì dễ thấy hơn. Rồi, trên ống kính thì chúng ta vẫn sẽ có tên thương hiệu Lacoste cùng với biểu tượng logo chú cá sấu được khắc laser rất là sắc nét đây, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mẫu mắt kính của chúng ta. Tất nhiên là trong kính này sẽ là 100% chống tia UV, đây là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát rồi. Với cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 21mm, chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Thông số đo của cầu kính là từ tính từ khoảng cách này đến khoảng cách này của hai điểm kính này nha các bạn, đây chính là phần cầu kính nè. Về càng kính thì chúng ta sẽ có một chiếc càng kính 145mm, một chiếc càng kính tương đối dài nha. Và hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước mã sản phẩm được thể hiện bên trong càng kính bên trái. Và tương tự như trên mẫu này chúng ta sẽ có ở đây là mã sản phẩm này L225S, mã màu là 024 và thông số kỹ thuật là 51-21-145 như mình vừa chia sẻ ha. Rồi, ở phần tay kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Lacoste cùng với biểu tượng logo chú cá sấu rất là quen thuộc. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính. Còn phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ để kể chúng ta sẽ có những cái họa tiết đây nè các bạn. Đó, đây chính là họa tiết logo của bộ sưu tập Novak Djokovic nha các bạn. Đây, rất là đẹp luôn. Nếu để nhìn phải thật kỹ các bạn, không biết là qua camera các bạn có thấy kỹ hay không. Đây, nhìn
những cái biểu tượng logo rất là nhỏ, rồi sử dụng trên cái phần thân càng kính rất là đẹp. Nó tạo cái điểm nhấn rất là thu hút khi mà chúng ta sử dụng chiếc mẫu kính này. Về dạng khung ở đây chúng ta sẽ có một cái dạng khung khá là quen thuộc, dạng square các bạn nha. Và với các bạn có khuôn mặt hơi tròn thì các bạn nên chọn những chiếc mắt kính dạng hình chữ nhật hoặc dạng vuông giống như thế này. Nó sẽ tạo cái cảm giác cho khuôn mặt cân đối hơn, đem lại sự hài hòa và thanh thoát cho khuôn mặt của bạn. Từ đó nó tôn dáng khuôn mặt và giúp bạn tự tin hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì ở trên sản phẩm này các bạn sẽ thấy kỹ, chúng ta sẽ có cái đường chân mày rất là đẹp. Đây các bạn. Đây. Chúng ta sẽ có cái đường, cái thiết kế đường chân mày nó rất là thời trang luôn, tạo nên cái điểm nhấn hiện đại hơn, phong cách hơn rất là nhiều cho mọi sản phẩm của chúng ta. Về phần màu khung thì chúng ta sẽ có một cái màu dark gray, tức là màu xám sầm như thế này, các bạn sẽ thấy nha. Từ phần khung ngoài cho đến phần thân càng kính chúng ta sẽ có tông màu dark gray này, rất là đẹp luôn. Nó mang lại cái tính sang trọng, cao cấp cũng như là nam tính hơn rất là nhiều cho mẫu mắt kính của chúng ta. Chất liệu khung ở đây sẽ là kim loại các bạn nha. Đây, chất liệu khung kim loại rất là mỏng và bền, phù hợp với khá là nhiều khuôn mặt cũng như là nó thích hợp cho mọi lứa tuổi và những người làm việc trong môi trường trang trọng, lịch sự nữa. Thì những mẫu kính mà gọng kim loại như thế này nó sẽ cực kỳ phù hợp luôn. Qua các góc quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn, móp hay trầy xước. Phía trên phần khung ha, hai bên ống kính nè, tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo luôn. Đây. Các bạn sẽ thấy ha, tất cả các góc đều còn rất là mới, hoàn hảo 100%, không hề có dấu hiệu cấn, móp. Phần đệm mũi cũng vậy, chúng ta sẽ có đây. Phần đệm mũi bên trong chân gá mũi chúng ta sẽ có logo biểu tượng chú cá sấu nha các bạn. Để ý kỹ chúng ta sẽ thấy đây, rất là sắc nét luôn. Đây những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà họ chăm chút rất là tỉ mỉ. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn. Nếu như bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Lacoste nói chung cũng như là mẫu Lacoste dành cho nam ngày hôm nay nói riêng, hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến với eShip.vn thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.